muốn chứng minh gì? AN vuông góc với gì? AB đúng không? Phải chứng minh góc này bao nhiêu? 90. Góc này đón coi góc này nhiêu? 90. Góc này 90, góc này 90, hai góc này nè, thấy cái góc này không? Với cái góc này không? Nó nằm hai bên cái đường này đúng không? Gọi là hai góc đối. Mà muốn chứng minh hai cái góc này đều là góc vuông thì chứng minh tứ giác này như thế nào? Nội tiếp đường, đường tròn. Muốn chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn thì lại sẽ làm như sao nè? C N K gì? H, nội tiếp đường tròn chưa? Câu A, góc này bằng góc này, lý do? Góc ngoài bằng góc đối trong. Tiếp nhìn góc này không? Thấy tứ giác này chưa? Thì góc này bằng góc này cũng sau đó xét tứ giác N A, cái chữ này chữ gì? Chữ D đúng không? N D A K, ta có góc này bằng góc này, tính chất bắc cầu cùng chắn cung gì? Kéo đi, lấy tay kéo. Đúng rồi, hai góc đó nằm cùng một bên AN đúng không? Gọi là hai góc gì? Kề nhau suy ra tứ giác nội tiếp đường tròn, mở ngoặc tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh với hai góc bằng. Suy ra tứ giác này nội tiếp đường đường tròn, mà góc này góc vuông thì suy ra góc này cũng góc vuông. Suy ra đường này với đường này, hiểu không? Hiểu.